Hiện nay, các địa phương đang sơ kết đánh giá kết quả 3 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023. Với sự đầu tư liên tục, đồng bộ, cùng với sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, nông thôn mới ở các địa phương đổi thay qua từng giai đoạn. Với việc tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra, huyện Bầu Bàng đã có 6 trên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm Lai Hưng, Long Nguyên, Cây Trường 2. Tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023 là hơn 2.191 tỷ đồng. Cùng với ngân sách, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, vốn huy động cộng đồng dân cư đóng góp như hiến đất, hoa màu, ngày công lao động hơn 101 tỷ đồng, chiếm 4,7%. Điều này minh chứng rõ nét về sự đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới của nhân dân. Nhờ đó, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ hiện đại. Những con đường nhựa thẳng tắp, đường giao thông nông thôn rực rỡ sắc hoa đã khoác lên một màu áo mới tươi sáng, văn minh hiện đại. Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh những cái tuyến đường hoặc là mình đi lụm rác những cái tuyến đường ở trước nhà mình, hoặc là mình vận động người dân những cái trồng những cái đường hoa ở trước nhà để cho nó xanh sạch đẹp, là đoạn đường nó khang trang hơn. Trong giai đoạn 2021-2023, huyện Phú Giáo có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mức độ chất lượng đạt chuẩn của các xã trong giai đoạn này đều cao hơn so với giai đoạn 2016-2020. Qua 3 năm phát triển thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, các xã chú trọng đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, đặc biệt là các công trình mang tính đột phá của địa phương. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2023 là 10.000 tỷ đồng. Vai trò của người dân được phát huy cao độ trong xây dựng nông thôn mới. Vận động bà con là ủng hộ đất. Đôi khi là cũng cần thiết là vận động bà con ủng hộ tiền để cho cái cứng quá cái con đường đi bà con. Thì sau khi đã hoàn thành cái con đường giao thông nông thôn rồi thì chúng ta tiếp tục là vận động bà con mình là tầm qua. Nhà nước đầu tư thì ở đảng bộ, chính quyền cũng kêu gọi người dân chung tay chung sức là đóng góp để làm đường bê tông hóa các đường xương cá, ngõ hẻm vào nhà dân cũng như để làm bộ mặt địa phương khởi sắc. Từng giai đoạn, từng địa phương khơi được sự đồng lòng chung sức của mọi người dân cùng góp công, góp của xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng các xã nông thôn được đầu tư đồng bộ, các xã nông thôn ở Bình Dương đã cùng hòa nhịp phát triển, tạo nên kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bình Dương.